Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì lâu lắm rồi mình mới rảnh để mình review. Hôm nay mình có cái món hàng mình mua là 187.000. Mua 187.000 các bạn. Mình mua trên Shopee. Thì cái món hàng này thì đó là cái sủi Mufan. Cái sủi CO2 các bạn, sủi siêu mịn đó. Thì bữa giờ mình xài, mình sử dụng cái ống thủy tinh đó bạn, nó bị vỡ rồi. Thì do mình làm rơi thôi. Nhưng mà mình đợi về mình mua cái ống, mình mua cái bộ inox. Thì bây giờ mình sẽ khui hàng. 187.000 thì ở đây là 16.000 tiền ship nha các bạn. Thì đây mình cũng mới lấy hàng. Thì để mình khui các bạn xem. Trước mắt mình đóng gói là khá kỹ nha các bạn. Còn shop này tên là cái shop Nấm Anh Hoa. Nấm Anh Hoa Tun. Mình mua trên Shopee nha các bạn. Các bạn cứ lên trên Shopee search Nấm Anh Hoa Tun. Thì mình mua ở cái shop này cũng nhiều lắm bạn. Và cái shop này uy tín. Shop cũng có yêu cầu là quay video lại nè. Mình sẽ quay video lại các bạn cùng xem luôn cái chất lượng sản phẩm. Rồi bây giờ mình khui nha các bạn nha. Bây giờ mình khui nha. Này, sản phẩm còn nguyên hết nè. Đó, shop có thể cái kia shop cùng coi luôn. Rồi. Hộp thì có hiện tượng móp nhẹ nha các bạn. Có hiện tượng móp nhẹ, không biết chất lượng có bị gì không. Có hiện tượng móp nhẹ. Các bạn. Để mình bỏ rác qua bên. Bỏ mấy cái rác dùng. Đây có hiện hộp có hiện tượng móp nhẹ đằng giữa. Thì Mufan này là hàng của Trung Quốc, chất lượng cao. Mình phải coi bên trong nó như thế nào nha các bạn nha. Thì mình sẽ coi bên trong như thế nào. Mình khui vậy mà. Rồi. Đây, nhân vật chính nè các bạn. Ồ, rất là chắc và nặng tay nha các bạn nha. Chắc lắm luôn các bạn. Rồi nếu nhân vật chính mình ở đây không có kẹp hả ta, không có kẹp inox hả ta, như vậy là có nhân vật chính nhưng không có thấy kẹp inox, không có cái kẹp nào hết. Vậy thì cái ống này nó sẽ kẹp như thế nào? Chắc là gài trên thành luôn các bạn. Mình nghĩ là phải có một cái kẹp inox để giữ lại chứ, cái này nó không có kẹp inox luôn. Không thấy, cũng không có luôn. Như vậy là cái sủi Mufan này là không có kẹp inox nha các bạn. Mình nhìn thì cảm nhận rất là chất lượng nha. Không có kẹp inox gì cả. Để mình coi lại coi. Mufan thì hàng thì rất là đẹp, các bạn nhìn chắc chắn. Và sao lại không cho cái kẹp, thường sẽ có cái kẹp. Cho thử ra. Đây là ghi chữ Mufan nhưng mà mình cũng không thấy chữ Mufan. Không thấy chữ Mufan. Nhưng mà hàng thì rất đẹp. Này gắn dây vô rồi treo thì mình nghĩ là cũng ok, nhưng mà mình nghĩ là nên để có cái phải có cái kẹp chứ ta. Này không có kẹp, này chỉ có cái ống này thôi. Mình cảm thấy rất là chất lượng nha các bạn, chắc chắn lắm, nhìn chắc chắn. Bây giờ mình sẽ gắn vô hồ mình quay cho các bạn xem nha. Thì mình nghĩ đây là một sản phẩm tuyệt vời á, đáng mua á.
nhưng mà chắc phải mua cái kẹp, bởi vì không mua cái kẹp ịnh ống thì nhìn nó, nhìn nó xấu quá. Nhưng mình nghĩ phải có cái kẹp sắt chứ ta. Thường tại vì mình thấy có cái mua fan thì nó có kẹp, kẹp sắt. Cái này để mình hỏi lại shop coi sao. Nhưng mà mình mua thì đó, mình khui ra như thế nào các bạn cùng xem đó. Nó chỉ có cái bọt, có cái sủi. Cái sủi này chắc treo thành rồi, treo thành hồ rồi đó. Nhưng mà không có, không có, không có cái kẹp. Thì mua cái kẹp riêng cũng được các bạn, nhưng mà mình cũng thấy hơi lạ lạ. Thì mình thấy cái quảng cáo của Mufan thì lúc nào nó cũng có một cái kẹp inox. Rồi, tới đây thì mình xin kết thúc cái video tại đây. Mình sẽ quay cái quá trình cái sủi này nó hoạt động. Thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem coi cái sủi này nó mịn tới cỡ nào. Và nó có đáng để các bạn bỏ ra 160 mấy ngàn các bạn mua hay không. Các bạn chắc chắn, nhìn chắc chắn nặng lắm nha các bạn nha. Rồi, tới đây mình xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.